Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục Câu chuyện cuối tuần của Ban truyền thông giáo phận Phú Cường. Và xin tự giới thiệu, tôi là Zero Nguyễn Thiện, cùng đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là bạn Teresa Phương Anh. Xin chào Phương Anh. Xin chào anh Nguyễn Thiện. Xin chào quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề nào Phương Anh nhỉ? Ngày hôm nay thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau về câu chuyện của cha Ernest Simoni, vị hồng y máu đào khiến Đức Thánh Cha Francisco phải rơi lệ. Kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyên mục câu chuyện của tuần ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, trong một quyết định hiếm có vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, thì Đức Giáo Hoàng đã tấn phong một linh mục già tên là Ernest Simoni làm hồng y ở độ tuổi 88. Một người chịu đau khổ trong suốt 30 năm trời dưới chế độ Cộng sản Albania. Ngày 7 tháng 4 vừa qua là dịp kỷ niệm 63 năm linh mục của Ngài. Ngài là một linh mục công giáo duy nhất còn sống sót sau chế độ Cộng sản của Enver Hoxha, người đã công bố Albania là quốc gia vô thần đầu tiên trên thế giới. Và có một điều đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn Ngài làm hồng y mà không qua giai đoạn làm giám mục và đã rơi lệ vì Ngài. Đây là một sự kiện rất là hiếm đấy ạ. Kính thưa tất cả quý vị, cha Ernest Simoni là một hồng y đúng với danh hiệu Francisco khó khăn. Ngài không có địa chỉ cố định, không có lịch làm việc. Văn phòng làm việc của Ngài rất nhỏ bé, nhưng chứa cả máy sưởi và máy giặt. Phương Anh biết không, ở đó Ngài tiếp khách từ những người thấp hèn nhất cho đến là những người cao cấp nhất. Và Phương Anh được biết là khi mà Ngài nghe tin á, mình được chọn làm hồng y, thì cha Ernest Simoni nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Dù vậy, 2 năm trước đó thì Đức Thánh Cha Francisco đã không lầm khi mà Ngài ôm hôn cha dưới tràng pháo tay và trong làn nước mắt của cựu toàn. Vì mọi người biết rằng cha là người tu sĩ Phan Sinh đã bị lên án tử hình 2 lần bởi trong các chế độ cộng sản độc tài khủng khiếp nhất của thế kỷ 20. Và trong chuyến đi thăm Albania, Đức Thánh Cha Francisco đã ôm cha Ernest. Cha đã chia sẻ, lúc đó tôi vô cùng xấu hổ. Đức Thánh Cha muốn ôm tôi trong vòng tay của Ngài. Tôi giật mình và đi lui, nhưng Đức Thánh Cha nhanh hơn tôi. Ngài chụp được tôi và Ngài ôm hôn tôi thật lâu. Đức Thánh Cha mạnh hơn tôi. Đó là những gì cha Ernest đã nói. Kính thưa quý vị, cha Ernest Simoni sinh năm 1928 trong một gia đình nghèo. Phải về thành phố để mưu sinh, cha vào dòng Phan Sinh rất sớm. Tuy nhiên, năm 1948, giáo hội công giáo Albania bị khủng hoảng, mạnh dưới chế độ bắt đảo. Trong thời kỳ này thì tất cả các tu sĩ đều bị xử bắn, các chủng sinh bị trục xuất, nhà dòng thì bị biến thành nơi tra tấn. Và lúc bây giờ, chế độ xem Ngài là người còn dùng được, nên thầy tu sinh Ernest được cho sống và gửi đến vùng núi để dạy học. 40 năm dài, trong suốt những năm này, thầy giáo trẻ đã làm những công việc của một nhà truyền giáo. Dù bị áp lực của nghĩa vụ quân sự, nhưng thầy vẫn lén lút học xong thần học và chịu chức vào năm 1956. Và khi đó thì sự đàn áp bắt đầu chuyển sang các linh mục và các nhà trí thức công giáo lẫn Hồi giáo. Bằng chứng sự tàn bạo vẫn còn lưu lại các tranh trên tường trong các phòng giam hung ác Sigurimi của sở mật vụ. Vì vâng lời giám mục, cha Ernest không tu dòng Phan Sinh mà đã qua tu triều. Kính thưa quý vị, ý chí cương quyết đương đầu với chế độ độc tài của cha thật sự bắt đầu vào năm 1963. Và năm đó, vào buổi lễ Giáng sinh, cha đã bị bắt và bị biệt giam. Tội khiến cha bị bắt là do cha đã cử hành 3 thánh lễ cầu nguyện cho Tổng thống Kennedy vài ngày sau khi ông bị ám sát. Ngài đã cử hành thánh lễ vì Tổng thống Kennedy là một người công giáo. Và anh Thiện biết không, đầu tiên thì Ngài bị lên án tử hình, nhưng sau đó thì Ngài được giảm xuống còn 25 năm lao động khổ sai. Chính ở tận đáy hầm mỏ, ở một trại tập trung của chế độ mà cha dốc hết sức lực của mình, thể xác của mình, tinh thần của mình để đối phó, cha chia sẻ, tôi xuống hầm mỏ như một lực sĩ lên võ đài, sẵn sàng hứng hết tất cả mọi cú đấm, tôi lặp đi lặp lại lời của Chúa Giêsu.
Các con đừng sợ, tôi lần chuỗi mân côi mỗi ngày, một vài người nghĩ tôi bị điên khi thấy tôi nói lẩm nhẩm một mình. Và Phương Anh biết không, lần chuỗi mân côi và tin tưởng vào Chúa Giê-xu, đó là chìa khóa cho sự chịu đựng của cha. Chìa khóa mà bây giờ cha vẫn dùng trong tất cả các bài giảng của mình. Cho những người đến gặp cha, cho các người trẻ Albany đang đi tìm điểm mốc. Cha đã nói, các con hãy cầu nguyện không ngừng. Đó là điều Chúa Giê-xu xin chúng ta ở vườn Gethsemane. Bởi vì chỉ có tình yêu mới cao cả và mới tiếp tục lan tỏa trên thế giới. Tất cả những chuyện khác sẽ bị xóa dưới một sảnh đất. Và qua 5 tháng thì cha Agnes trở thành cha thiêng liêng của nhiều tù nhân. Khi cha thấy có những điều kiện thuận lợi thì cha dám làm liều dâng thánh lễ cho họ. Cha nói ngay cả người Hồi giáo cũng tham dự thánh lễ vì họ cảm nghiệm có sự hiện diện của Chúa trong giây phút đó. Kính thưa quý vị, vào năm 1973, cha đã bị kết tội oan về một âm mưu phản kháng. Cha lại bị lên án tử hình một lần nữa. Và Phương Anh biết không, lần này cha đã thoát nhờ các tù nhân làm chứng cho cha. Cuối cùng cha được thả ra vào năm 1981, nhưng cha vẫn bị xem là kẻ thù của dân tộc. Bằng chứng là cha đã bị bắt làm việc trong các ống cống cho đến khi chế độ sụp đổ vào năm 1991. Và anh Thiện biết là qua những năm tháng đau khổ như vậy á, thì ngày nay cha vẫn luôn là người tôi tớ, phục vụ chuyên cần. Mỗi ngày cha dậy từ sáng sớm, cha đi bộ, cha dâng thánh lễ, cha ngồi tòa, cha thăm người bệnh, cha làm phép nhà, cha làm tang lễ. Bất cứ ai cần, bất cứ ở đâu cần có cha. Buổi chiều là giờ cầu nguyện của cha qua điện thoại với các cộng đoàn Albany ở Berlin, ở London, ở New York. Đó là chưa kể đến các buổi trừ quỷ liên miên mà thường thực hiện. Và ngoài ra thì từ khi chế độ cộng sản sụp đổ thì cha đã giúp cho khoảng 60 gia đình miền núi giải hòa khi họ bị dính vào các vụ thanh toán trả thù đẫm máu lẫn nhau. Kính thưa quý vị, trong hội nghị Hồng Y vào ngày 19 tháng 11 năm 2016, Ngài đã được phong Hồng Y. Ngài đã mặc chiếc áo đỏ Hồng Y, chiếc áo do Tổng Giám mục địa phận Florence tặng. Chiếc áo đỏ đó như là máu của các thánh tử đạo, phản ánh cuộc đời tử đạo liên lỉ của Ngài. Kính thưa quý vị, câu chuyện về cuộc đời của cha Agnes Simony là một tấm gương cho những người công giáo chúng ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy cũng cứ tin tưởng vào tình thương của Chúa, thì chắc chắn Ngài sẽ không bỏ ta. Thưa quý vị, câu chuyện về cha Agnes Simony xin được khép lại tại đây. Những người làm chương trình xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.